Quý cô bác và anh chị kính mến, ngày hôm nay Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, tiền bạc đủ đầy, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, được thần Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, tiền vàng dễ kiếm, cơ hội hiếm có để đổi đời giàu sang phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thân mến, nếu Quý Sửu nghĩ rằng biết thế không yêu, biết thế không làm, sống một đời nhàn tản, bình thường, đơn độc còn hơn, thì hãy cứ biết cuộc đời không có thử thách này thì sẽ có thử thách khác, nếu tránh được gai này thì cũng dẫm phải cây xương rồng khác, vì đấy là sự cài cắm của mệnh số, vì có nhân quả mà luân hồi chuyển kiếp, vì có nghiệp lực mà vất vả. Khó khăn và tất cả giản đơn là những liều thuốc tưới tắm cho sự trưởng thành, tỉnh ngộ của cái cây linh hồn. Bản tâm đều phải trải qua giông tố, nhưng không được cúi đầu trước giông tố. Đây chính là câu nói khái quát nhất để miêu tả về cuộc đời của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Trong dòng hồi sinh, tuổi Sửu đứng ở vị trí thứ hai giới đại diện là con trâu, có tính cách đặc thù là dũng cảm, dám tiến lên và không ngại thử thách, khó khăn và vất vả. Với tính cách đó nên Quý Sửu được trời xanh soi đường chỉ lối cho biết, đúng trong tháng 8 âm lịch năm 2024 này, cuộc đời sẽ gặt hái quả ngọt về công danh. Sự nghiệp và tiền bạc sẽ suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống đủ đầy, 10 phân dạng 10, nếu biết và tránh được một số tai ương sẽ nói sau đây. Vậy, vận trình của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 cụ thể diễn ra như thế nào trong tháng Quý Dậu này? Thì kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm qua lá số tử vi dưới đây. Quý anh chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thân mến, Phật Kinh có câu, muốn là chư Phật long tượng, trước làm chúng sinh ngựa trâu, dạng sự trên đời cần khổ trước sướng sau, vất vả trước mới thành quả về. Bao cực khổ gian truân, bao mỏi mệt, đau đầu đều là giá phải trả cho những điều mà mình muốn mong, nếu ngã, hãy đứng dậy kiên cường và kiên định, mạnh lòng và vững tâm, cho Quý Sửu điều kiện bẩm sinh. Kém không đáng sợ là điều kiện không tốt, lại còn không nỗ lực, không cố gắng, thích hưởng thụ, thích lười biếng, thích than thở, oán trời trách đất. Giận đời, cuộc sống là một cuộc chinh chiến, phấn đấu dài kỳ, thiên sinh ra ta không giàu sang, phú quý, nhưng tâm ta tự định tìm một điểm thành tựu vinh hoa. Một người bình thường đi ăn sáng, họ sẽ đi từ nhà đến quán ăn xong đi cà phê, thư giãn ngắm đường ngẫm đời, sau đó đi về nhà. Một Quý Sửu đi ăn sáng có thể đến nơi thì quán đóng cửa. Trên đường thì xe hỏng lốp, đang ăn thì mắc công vướng việc hoặc nơi định ăn đóng cửa, thành thử ăn không được ngon như mong muốn ban đầu của mình. Cuối cùng thì vẫn được ăn nhưng đôi phần trắc trở, đôi phần vất vả khiến không còn đã, không còn thú vị, không còn sức lực hay hứng thú để tiếp tục làm những việc khác. Trong lộ trình năm 2024 của một Quý Sửu sẽ là như vậy, không được yên, không được ổn, có những việc cứ lặp đi lặp lại cần xử lý, có những vấn đề đột ngột phát sinh cần ứng phó, có những trắc trở, khúc mắc cứ ngáng đường xuất hiện, khiến Quý Sửu phải đau đầu tính toán, tuy cuối cùng mọi điều vẫn được giải quyết, mọi thứ vẫn được xử lý, nhưng cũng đều nhờ Quý Sửu bền chí kiên tâm, dày công dồn sức suốt ngày dài, chứ không đơn giản là cứ thế mà có, cứ làm là được. Tuổi Quý Sửu tức những người sinh năm 1973, thuộc hành mộc trong ngũ hành, giới thiên can quý thuộc hành thủy, biểu trưng cho sự linh hoạt, trí tuệ và sự thông tuệ,
kết hợp với con giáp Sửu, biểu tượng của sự chăm chỉ, bền bỉ và kiên nhẫn. Tuổi Quý Sửu mang trong mình sức mạnh của sự nhẫn nại và khả năng thích nghi tuyệt vời. Người tuổi Quý Sửu thường có tính cách kiên định, chăm chỉ và rất đáng tin cậy. Họ là những người luôn sẵn lòng đối mặt với khó khăn và không ngại gian khổ để đạt được mục tiêu của mình. Thiên can quý với yếu tố thủy, giúp họ có sự mềm mại, linh hoạt trong cách tư duy, cùng với khả năng thích ứng tốt trong mọi hoàn cảnh. Điều này giúp họ vượt qua được nhiều thử thách và tiến xa trên con đường sự nghiệp. Những người tuổi này thường rất trung thực và có trách nhiệm. Họ coi trọng công việc và luôn đặt sự hoàn thiện lên hàng đầu. Con giáp Sửu mang đến cho họ sự kiên trì bền bỉ, giúp họ không dễ dàng từ bỏ khi gặp khó khăn. Họ là những người làm việc có kế hoạch, luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động, từ đó tránh được những sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, người tuổi Quý Sửu đôi khi có thể trở nên quá cứng nhắc và thiếu linh hoạt. Sự kiên định và tập trung cao độ và mục tiêu có thể khiến họ bỏ qua những cơ hội mới hoặc khó khăn trong việc thích ứng với những thay đổi bất ngờ. Họ cần học cách mở lòng và sẵn sàng thử nghiệm những điều mới mẻ để không bị giới hạn trong những khuôn khổ quen thuộc. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Quý Sửu nhận ra rằng sự bền bỉ và kiên định là những phẩm chất quan trọng, nhưng cần phải đi kèm với sự linh hoạt và khả năng thích ứng. Họ hiểu rằng để đạt được thành công không chỉ cần có sự chăm chỉ và kiên trì, mà còn phải biết khi nào cần thay đổi hướng đi và mở lòng đón nhận những điều mới mẻ. Họ học cách cân bằng giữa việc giữ vững lập trường và khả năng thích ứng với những biến động của cuộc sống. Người tuổi Quý Sửu cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về công việc và trách nhiệm, mà còn là về việc tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại và chăm sóc cho bản thân. Họ học cách thư giãn, tìm niềm vui trong những điều giản dị và không quá áp lực về việc phải đạt được mọi thứ. Họ hiểu rằng sự bình an trong tâm hồn và hạnh phúc thực sự không đến từ những thành tựu lớn lao, mà từ sự hài lòng và trân trọng những gì mình đang có. Trong các mối quan hệ, người tuổi Quý Sửu luôn cố gắng duy trì sự chân thành và tin cậy. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ khi cần. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự hiểu biết, tôn trọng và sự linh hoạt trong cách ứng xử. Họ luôn nỗ lực để tạo ra môi trường hòa thuận và yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Quý Sửu với sự kết hợp giữa lòng kiên trì và sự linh hoạt là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và nhẫn nại. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ chăm chỉ và trung thực, mà còn biết cách thích ứng với những thay đổi và mở lòng đón nhận những cơ hội mới. Chính sự hòa quyện giữa sự bền bỉ và khả năng thích ứng đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Quý Sửu, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Tổng quan vận trình tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 8 âm lịch 2024. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ tiết khí Bạch Lộ, kết thúc tại Hàn Lộ, còn được gọi là tháng Quý Dậu. Lúc này sự ấm áp trong không khí dần nhạt nhòa, khí trời chuyển lạnh. Cây cỏ bắt đầu được phủ một lớp sương mờ sâu, Bạch Lộ thì kim khí bắt đầu chuyển dượng kim sinh thủy, nên những tuổi mệnh kim và mệnh thủy sẽ chuyển tốt. Những mệnh kỵ và kim kỵ thủy thì vẫn thấy có phần không thuận lợi, mà tuổi Quý Sửu mang hành thổ, gặp tháng dụ âm kim sinh thực thần. Mệnh thực thần gặp các nên dạng sự đều tốt đẹp, người tuổi Quý Sửu hoàn toàn có thể chờ đón một tháng mới bình an, tự mình có thể phát huy được hết tài năng vốn có. Quý nhân tam hợp, tỵ, dậu, sửu nên cả về công việc cho đến chuyện tình cảm đều khá thuận lợi. Hung tinh duy nhất trong tháng này là bạch hổ chủ họa huyết quang, có điểm cãi cọ mà liên lụy đến tòa án, cơ quan chức quyền. Trong tháng, người tuổi Quý Sửu cần phải tuân thủ tuyệt đối pháp luật, thận trọng khi vướng vào tranh chấp. Đánh giá tổng quan tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu nhận thấy, tháng này đem tới khá nhiều may mắn cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Do được nhiều các tinh chiếu mệnh, nên bạn làm việc gì cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn người khác. Thậm chí, Quý Sửu còn gặt hái được kết quả tốt hơn dự tính. Tam hợp nâng đỡ nên sự nghiệp tiến triển suôn sẻ, khiến bạn luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình. Quý Sửu phát huy được điểm mạnh của bản thân, lại thêm mối quan hệ xã giao hài hòa, nên việc khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành đúng kế hoạch. Thậm chí Quý Sửu còn có cơ hội thăng tiến trong thời điểm này. Tài lộc cũng có nhiều điểm sáng, thời điểm này thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Những quyết định đúng đắn sẽ giúp Quý Sửu trở thành người dẫn đầu xu thế, kiếm về một khoản bộn tiền. Phương diện tình cảm cũng có dấu hiệu khởi sắc,
người độc thân có thể tình cờ gặp được nửa kia trong những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc trong một tình huống mà quý sửu không ngờ tới. Trong khi đó, người có đôi có cặp luôn chân thành, quan tâm và lo lắng cho nhau. Quý anh chị tuổi quý sửu thân mến, thời gian qua anh chị đã vất vả quá nhiều rồi. Nếu hữu duyên được nghe những lời này thì kênh Minh Đường Tử Vi xin phép được gửi tới anh chị một lời an ủi chân thành. Mong quý anh chị luôn giữ gìn sức khỏe. Trên trần đời đầy khắc nghiệt ngoài kia, dẫu có chuyện gì thì hãy tích cực, lạc quan quý anh chị nhé. Vì vẫn còn kênh Minh Đường Tử Vi ở đây, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của quý anh chị. Quý anh chị hãy đăng ký kênh để tiếp sức cho kênh Minh Đường Tử Vi có thêm động lực để giúp đời, giúp người. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn thiện tâm của quý anh chị. Tiếp theo ngay đây, xin mời quý anh chị đến với phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi quý sửu sinh năm 1973 trong tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi quý sửu sinh năm 1973 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi quý sửu cho thấy bản mệnh sẽ có một tháng làm việc cực kỳ hanh thông, thuận lợi. Một phần là nhờ sự giúp đỡ của tam hợp, tháng này rất thích hợp để bạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch đã được xây dựng từ trước đó. Người làm công ăn lương nhận được sự ưu ái của lãnh đạo, hơn nữa, bạn còn là người có kinh nghiệm, có năng lực, điềm tĩnh, chín chắn, nên thường được giao cho những nhiệm vụ trọng đại. Hãy tin tưởng bản thân và chấp nhận thử thách, bạn sẽ dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Một số người thể hiện được năng lực lãnh đạo của mình, bản mệnh có cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề chính xác, có tài thuyết phục người khác ủng hộ và nghe theo mình. Nhờ thế mà bạn có thể hướng dẫn mọi người đi theo con đường đúng đắn, đem về lợi ích cho công ty. Với những người làm lao động, tự do hay tìm việc làm thêm, nếu đang tìm kiếm công việc trong tháng này, nhiều khả năng quý sửu cũng sẽ tìm được công việc như ý. Hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm của bản thân, quý sửu có thể gây ấn tượng mạnh mẽ cho nhà tuyển dụng. Bạch hổ tinh gặp cát giận, nên người tuổi quý sửu có điềm lên chức hoặc được lãnh đạo tin tưởng mà giao thêm quyền. Bạch hổ vốn là một hung tinh, nó xuất hiện khi có điềm thủy hỏa tương tranh, nên kim khí của nguyệt lệnh đã làm giảm bớt sát khí của nó. Người tuổi quý sửu chỉ cần chú ý không nên vướng vào mâu thuẫn thị phi mà thôi. Cát khí được nguyệt lệnh che chở thực thần tọa mệnh sẽ đem về đêm may mắn cho quý sửu. Bản mệnh trở nên hòa bình, cách cư xử cũng nhân hậu rộng rãi, không tranh chấp với bất kỳ ai, chỉ muốn cống hiến hết khả năng của mình. Khi làm việc cũng không thích độc tài, chuyên chế, bắt mọi người phải theo ý mình. Khi công việc kết thúc thành công, cũng không lo lắng xem mình có phần nào trong đó không. Bạn sẵn sàng hy sinh vì đồng đội mà không cầu đền đáp. Đức tính này cộng thêm quý nhân tam hợp che chở, khiến vận sự nghiệp thuận buồm, xuôi gió. Xét về phương diện tài lộc của tuổi quý sửu sinh năm 1973 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi quý sửu cho thấy bản mệnh sẽ kiếm được một khoản rủng rỉnh trong tháng này. Nhờ vậy mà bạn không cần phải lo đến chuyện chi tiêu. Nếu đã cố gắng không ngừng cho sự nghiệp, bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà nào đó. Với người làm công ăn lương, thành tích cao trong sự nghiệp hứa hẹn bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng dư giả. Đây là phần thưởng cấp trên dành cho bạn, khích lệ tinh thần làm việc của bạn. Nếu là người làm ăn kinh doanh, các mối quan hệ hài hòa do tam hợp đem lại giúp bạn nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn tồn tại, thậm chí tìm ra hướng đi mới cho công việc làm ăn, khiến đồng tiền chảy về trong túi thuận lợi hơn trước nhiều. Quý sửu cũng có thể là người mở lối đi riêng, chỉ huy nhân viên cấp dưới hoặc những người tin theo mình đi theo hướng đúng đắn. Nhờ vậy, bạn không chỉ làm giàu cho riêng mình mà còn giúp những người xung quanh được dư giả. Nếu có ý định đầu tư trong tháng này thì quý sửu có thể cân nhắc cẩn thận và tiến hành. Nếu trong những lĩnh vực mới, quý sửu nên bình tĩnh làm từng bước một để tránh sai sót không đáng có. May mắn gặp thực thần dẫn nên các lợi. Khi có thực thần xuất hiện thì người tuổi quý sửu có thể kê cao gối mà ngủ, không bị ưu phiền về tài chính quấy rầy nữa. Bản mệnh hoàn toàn chuyên tâm phát huy năng lực và chuyên môn, giúp túi tiền của mình thêm rủng rỉnh. Thực thần giúp người tuổi quý sửu có thể theo đuổi lý tưởng, tiền tài, mà cũng có thời gian để hưởng thụ cho chính mình. Người này kiếm được tiền thì tất phát tài phát lộc. Với tính cách thận trọng biết giữ tiền của, nên vận tài chính tương đối khả quan, có điều chớ quá thật thà mà bị lừa gạt về tiền bạc.
Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 8 âm lịch, tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Sửu không được tốt cho lắm do chịu tác động của Bạch Hổ hung tinh. Tháng này cảnh báo quả huyết quang có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vì vậy, Quý Sửu cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc lao động chân tay để tránh sự cố ngoài ý muốn. Nếu cảm thấy cơ thể có chỗ nào không khỏe, thì bạn cũng nên đi khám chữa kịp thời. Còn nếu bạn chần chừ để thời gian kéo dài quá lâu, thì bệnh dễ trở nặng, đến lúc đó sẽ tốn tiền bạc và công sức chạy chữa hơn nhiều. Theo tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp khuyên rằng, dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng nên chú ý đến việc nghỉ ngơi. Đừng nên làm việc quá sức khiến tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi, thậm chí là ủ bệnh. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 8 âm lịch, căn cứ tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 cho thấy rằng phương diện tình cảm của người tuổi Quý Sửu cũng có những điểm sáng đáng mừng. Dù còn độc thân hay đã có đôi có cặp, đã lập gia đình, bạn đều được tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình. Người độc thân nên nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tập thể hoặc các buổi gặp gỡ bạn bè trong tháng này. Rất có thể bạn sẽ tìm được người có nhiều quan điểm trùng hợp với mình ở đó. Với những thành tích xuất sắc trong công việc, Quý Sửu cũng có thể trở thành thành viên nổi bật trong tập thể, khiến nhiều người khác giới chú ý. Bản mệnh cũng có thể cân nhắc phát triển mối quan hệ với ai đó cùng văn phòng hay trong công ty, bởi họ là những người bạn đã biết từ trước đó. Người có đôi có cặp nhận được sự thấu hiểu của nửa kia, nên dù bận rộn, không có thời gian quan tâm nói lời thăm hỏi, thì đối phương cũng không trách móc. Nhờ tìm được nửa kia thấu hiểu mà bạn cũng yên tâm tập trung hơn cho sự nghiệp. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà cũng khá yên bình, dù giữa đôi bên vẫn còn những quan điểm khác biệt. Song Quý Sửu biết đặt mình vào vị trí của đối phương, không còn cứng đầu, cứng cổ hoặc bắt đối phương phải nghe theo ý mình nữa. Xem đến đây, chắc hẳn quý anh chị tuổi Quý Sửu đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch rồi. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 8 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Quý Sửu sinh năm 1973? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần. Cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ ra sao? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi dán màn trong các phần tiếp theo. Đầu tiên là tử vi tuần 1 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, nhờ có sao Bách Diệt chiếu mệnh, nên tuần này người tuổi Quý Sửu sáng suốt và tinh ranh hơn hẳn, thu hút được nhiều người đến nói chuyện cùng mình. Quý Sửu nhiệt tình, bản lĩnh, ngoan cường, nhưng bạn đừng quá tự cao kẻo bị người khác lợi dụng, đừng bao giờ nhìn vào giàu nghèo mà kết thân. Khả năng cao những người tưởng chừng như rất tầm thường lại là quý nhân, giúp bạn thoát một phen nguy hiểm trong công việc. Tuần mới, vận may về tài lộc đã được cải thiện rất nhiều và ngày càng tốt hơn, nên hãy nắm bắt cơ hội. Ngoài việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới, bạn cũng nên giữ liên lạc với những người bạn cũ và khách hàng. Họ sẽ là những người giúp đường tiền bạc của Quý Sửu đi lên. Sống lễ nghĩa với cha mẹ, tử tế với người đời, nên Quý Sửu chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Nhờ thế nên ai cũng quý mến Quý Sửu. Những ngày giữa tuần là ngày lành tháng tốt cho việc cưới xin, sinh nở hoặc tỏ tình. Hội độc thân muốn đi hẹn hò cũng nên chọn ngày đẹp nhé. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: vàng, cà phê. Con số may mắn: 25, 88, 63, 19. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Tuổi Quý Sửu có nhiều may mắn trong sự nghiệp nhờ thiên đức chiếu cố, nhưng tâm trạng vẫn còn ủ dột, u sầu, nhiều lo toan do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Nguyệt. Nếu đang có ý định thử sức ở lĩnh vực mới, thì đây chính là thời gian vàng Quý Sửu nên nghiêm túc cân nhắc. Ngoài ra, bạn còn có phước gặp gỡ những quý nhân tốt bụng trong những lần gặp gỡ bất ngờ, duyên lành tìm đến giúp Quý Sửu tháo gỡ vướng mắc trong công việc. Tiền bạc trong tuần thăng tiến vượt bậc, kiếm tiền về tay đều đều. Quý Sửu là người chịu thương, chịu khó nên có lộc lá thường xuyên. Thêm vào đó, cuối tuần có quý nhân chỉ lối, dẫn đường,
những con người vốn chăm chỉ, hiền lành như Quý Sửu sẽ sớm có bội thu. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Tý. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn 8, nâu. Con số may mắn 55, 46, 81, 70, 93. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Quý Sửu tuần này đã bắt đầu khởi sắc khi bạn biết trân trọng hơn mối quan hệ đang có. Sự thật là chúng ta sẽ không bao giờ tìm được một người hoàn hảo, nên có một người tốt bụng, yêu thương và trung thực ở bên đã đủ tuyệt vời lắm rồi. Lại thêm thái âm các tinh tốc cho nữ mệnh có được nhân duyên tốt đẹp, sức khỏe dồi dào. Tuần mới của con giáp tuổi Quý Sửu khá thanh nhàn khi bạn đủ bình tĩnh để xử lý hết việc này tới việc khác. Bên cạnh đó, bạn còn giải quyết mọi việc rất có lý, có tình và được khen ngợi. Có thể thấy Quý Sửu đang sở hữu phẩm chất đạo đức vĩ đại, cao quý nhất của con người. Thiên tài mang tới tiền bạc cho tuổi Quý Sửu vào ngày đầu tuần, nhưng những rắc rối sẽ liên tiếp diễn ra ngay sau đó. Vì thế, khi có chút tiền thì cần biết cất giữ cẩn thận, đừng tiêu xài quá tay rồi cuối cùng bạn chẳng giữ được gì. Một số kế hoạch cuối tuần nên tạm hoãn để tránh một số rắc rối có thể xảy ra. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn đen, đỏ. Con số may mắn 40, 53, 29, 70, 7. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Con giáp tuổi Quý Sửu đón nhận nhiều niềm vui trong tuần này. Với những trải nghiệm mới và thú vị, Quý Sửu cảm thấy như đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ, đầy phức tạp nhưng đẹp đẽ. Người tuổi Quý Sửu cảm nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ một nửa của mình trong ngày, trong tuần này. Tuy nhiên, đừng vì thế mà quá phụ thuộc vào người ta, Quý Sửu nhé. Thiên ứng giúp cho ngày đầu tuần của Quý Sửu thuận lợi, hanh thông, nhờ đó mà tuần này bạn kiếm được tiền. Có được vị thế trong công việc và nhận được sự ghi nhận từ cấp trên, một số trở ngại trước đây cũng bắt đầu được tháo gỡ khi bạn sáng suốt hơn trong cách giải quyết vấn đề. Sao Thiên Đức ghé thăm là cơ hội để bản mệnh có thể phát tài, phát lộc trong tuần này, nhất là những ai đang đầu tư dễ có cơ hội thu hút nhiều lộc lá về mình. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Dần và Thân. Màu sắc may mắn vàng kim, trắng. Con số may mắn 99, 40, 72, 16. Quý vị thân mến, bí quyết cải mệnh của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 8 âm lịch này. Người Nhật đặc biệt rất tiết kiệm thời gian, họ luôn tranh thủ đọc sách hoặc học thêm một kiến thức nào đó để cải thiện năng lực bản thân. Đối với người Nhật, cách kiếm tiền nhanh nhất và bền vững nhất đó chính là năng lực của bản thân. Một là dù giàu có nhưng vẫn chăm chỉ làm việc, đích là mục tiêu ai cũng hướng đến nhân, đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ và sự kiên trì phấn đấu, sẵn sàng đương đầu với thách thức trong cả một quá trình dài. Chính vì vậy, bạn cần phải làm việc chăm chỉ và cố gắng nỗ lực hết mình. Sự thật, cái mác thiên tài không đảm bảo cho một tương lai thành công. Thành công thực sự đến từ những nỗ lực, sự chăm chỉ làm việc. Trẻ em Nhật ngay từ nhỏ đã được người lớn dạy dỗ về đức kiên trì khó bỏ cuộc. Đức tính này theo người Nhật, suốt cuộc đời họ chăm chỉ làm việc, không từ bỏ mục tiêu đã vạch ra, ngay cả khi giàu có họ vẫn không ngừng lao động. Thực tế, có những người rất giàu có nhưng họ không khoe khoang hay thể hiện sự giàu có của mình. Họ vẫn chăm chỉ làm việc đến khi không thể làm nữa và xem như khối tài sản kia không hề tồn tại. Đây vừa là cách họ làm giàu thêm cho chính mình, vừa làm giàu cho đất nước. Hai là không để tiền nhàn rỗi, luôn tìm cách để tiền đẻ ra tiền. Người Nhật luôn biết cách để cho tiền của mình sinh lợi. Không chỉ người trẻ tuổi của nước này mới kinh doanh đầu tư và làm việc, mà những người lớn tuổi sau khi về hưu vẫn luôn thể hiện tinh thần đầu tư kinh doanh làm giàu của mình. Họ thường lựa chọn việc đầu tư online như tham gia đầu tư chứng khoán hoặc đổ vốn vào các hạng mục kêu gọi đầu tư trên mạng. Ngoài ra, họ còn đầu tư vào kiến thức cho con cháu của mình để chúng có thể tự kiếm tiền, làm giàu bằng năng lực của bản thân, thay vì để lại cho con cháu một khối lượng tài sản khổng lồ. Ba là tiết kiệm cũng là một cách kiếm tiền. Làm giàu văn hóa, tiết kiệm là một nét đặc trưng của người Nhật. Gần như họ tiết kiệm mọi thứ,
Nhiều người sẽ nghĩ đó là kibo, kiết sĩ, nhưng không, đối với người Nhật, đó là một cách làm giàu chính đáng của bản thân. Một trong số những phương pháp quản lý tài chính tiết kiệm tiền nổi tiếng của người Nhật, đó là phương pháp ghi lại tất cả các hoạt động tài chính của bản thân một cách có tổ chức, sẽ giúp ý thức được rõ ràng những thói quen chi tiêu dần dần trong quá trình ghi chép. Họ sẽ dần hiểu được mình đang chi tiêu như thế nào, có đang tiêu quá nhiều tiền cho ăn uống hay chưa, dành đủ tài chính cho những hoạt động văn hóa, nhận biết được những khoản chi tiêu lãng phí, thiếu hợp lý, giúp điều chỉnh hiệu quả cách chi tiêu, từ đó hoàn thành được mục tiêu tiết kiệm đã đề ra. Dù giàu có, người Nhật cũng sẽ không mua hay xây biệt thự, mà chỉ sống trong những ngôi nhà truyền thống bình thường, là một đất nước của những hãng xe hiện đại nhất trên thế giới. Nhưng họ chỉ sử dụng xe đạp, phương tiện công cộng hoặc những hàng xe bình thường sử dụng nhiên liệu sạch và thân thiện với môi trường. Họ không chi quá nhiều vào việc ăn uống, giải trí hay mua sắm, cũng không thuê người giúp việc hoặc trang trí nhà cửa quá sang trọng. Mọi thứ trong cuộc sống của người Nhật rất tối giản, nhưng đều đảm bảo chức năng của nó. Là một đất nước nghèo về tài nguyên thiên nhiên, nên người Nhật rất coi trọng những vấn đề liên quan đến thiên nhiên, môi trường trong đời sống hàng ngày cũng như công việc. Chỉ cần có thể hạn chế được sự ô nhiễm môi trường, họ sẽ cố gắng thực hiện nó. Họ tiết kiệm và làm giàu cho đất nước bằng việc ưu tiên sử dụng hàng nội địa. Lý do vì sản phẩm của người Nhật luôn đảm bảo chất lượng và nó được thiết kế bởi người Nhật, nên sẽ có những công năng phù hợp nhất với người Nhật, đúng như truyền thống văn hóa tiết kiệm của người Nhật. Để đảm bảo sản phẩm có thể sử dụng được lâu và bền nhất, người Nhật đã nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể. Việc sử dụng đồ tái chế rất được khuyến khích tại Nhật Bản, vì nó vừa tiết kiệm và vừa hạn chế được lượng rác thải ra môi trường. Đã có rất nhiều sản phẩm từ đồ tái chế được tạo ra và mang lại hiệu quả sử dụng và hiệu quả quả kinh tế đến không ngờ. Tiết kiệm là một cách làm giàu phổ biến của người Nhật. Nguồn vốn tiết kiệm của người dân cũng trở thành một trong những nguồn vốn kinh doanh của đất nước. Tiết kiệm đúng cách và khoa học sẽ mang lại hiệu quả kinh tế không ngờ. 4 là làm giàu từ việc đầu tư cho thế hệ trẻ. Người Nhật rất chú trọng đến việc giáo dục cho thế hệ tương lai. Hầu hết trẻ em Nhật đều được bố mẹ dạy về những vấn đề tài chính cá nhân để chúng có tinh thần tự lập và tự vươn lên. Bằng chính năng lực của mình, học sinh ở Nhật đã bắt đầu kiếm việc làm để trang trải cho những sinh hoạt phí cá nhân hàng ngày của mình. Các bậc phụ huynh Nhật luôn tạo điều kiện để đầu tư cho con cái nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cũng như trải nghiệm xã hội. Họ cũng luôn truyền dạy tư tưởng tự lập, tự đầu tư kinh doanh cho thế hệ trẻ của mình. Vì vậy, người Nhật không lo sợ thế hệ con cháu sẽ không thể tự làm giàu, kiếm tiền nuôi sống bản thân chúng được. Đây cũng là một cách kiếm tiền làm giàu của người Nhật, bằng cách đầu tư vào tương lai, đầu tư vào thế hệ trẻ của đất nước. Đi lên từ một đất nước nghèo về tài nguyên thiên nhiên, phải tự nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước. Từ chính năng lực vốn có của mình, người Nhật đã chứng minh cho thế giới thấy được sức mạnh và bản lĩnh của họ. Họ có những cách làm giàu khác với những dân tộc khác, nhưng đó lại là cách khiến họ trở nên giàu có và hạnh phúc với những gì mình làm. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.